Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Lương Thị Cu, đó chính là thân sinh và phụ mẫu của chú rể Lương Quang, sẽ trở lại với trung tâm sân khấu chính để ra mắt tất cả thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Ban tổ chức tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà gái có bác Quang Thị Muôn, đó chính là thân sinh của cô dâu Quang Hồng. Chúng ta sẽ cùng bà trở lại đứng cạnh hai con của mình để giây phút đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra đúng giờ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận hôn trường để giây phút đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra đúng giờ. Trân trọng kính mời. Trang điên cái chắc sùng, mẹ trang trùng chắc nhớ. Chắc nhớ tiếng lông sùng, tiếng bà, trắng mả, tiếng bò, tiếng mè hà hươn. Tôi một trai tuổi xếp sàng, trắng hồ thất bí. Tôi một nhanh tuổi xếp xí, trắng hồ tất hừng. Tất hừng đầy hình quang sao xí. Tất bí đầy bí cảo buồn sao sòng. Bỏng nâng trai chiếc báo bầy hay lò bà. Bỏng nâng trai chiếc báo bầy na lò đồng. Bỏng nâng trai chiếc báo liệp nồng sòng nhói anh xài. Tôi đặt trai khét trừ, Lường Quang chắc nhớ sửa bát bá nó bầy khay tù hơn ọ bầy in. Trai trắng bầy cổng cá cứ bản gì bông nơ. Vậy lại xào ai mặc ai chẳng mơ mặc mèn kén quang nòng quàng hồng đẩy quan chu trai cho cơn sữa ảo đẩy quan báo quan xào trai cho cơn sữa bò sữa mè bò mè cái chất hạt nhát banh cái quả vầy cái này khẩn ủng dệt sầu ảo dệt lụa đẩy quan cho xương khay cái chất hà đẩy mừ đi bên chân mừ sàng bên chép mừ lẹp chơi đi tỉ chơi bật cười với những tổ chức đánh là hiệp không chốt tỏn hạnh phúc ở đồi với mỡ khay cả họ chơi nham ngam đi tổ chức đánh là hiệp không bàn ổn ba số còi cả những ngã sò kính mây đại diện sòng phái tú gia tại đây phong và làm khẩn bác cái sân khấu chính. Đến từ trung tâm điện ảnh tỉnh Điện Biên và được công chiếu đại lễ thành hôn của hai bạn trên kênh YouTube Uva Mường Trời và kênh Trải Nghiệm Vùng Cao. Quý vị và các bạn sẽ cùng chú ý theo dõi. Xin mời trên sân khấu lễ đài tình yêu này đây, đó chính là đại diện hai bên gia đình cùng tân cô dâu và chú rể Lương Quang sánh duyên cùng cô dâu Quang Hồng, cũng đại diện hai bên gia đình. Xin mời toàn thể hội trường tay cùng xanh một trái tay lớn để cùng chào mừng đại gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý thân mến, của thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người chúng ta, đúng không ạ? Đó chính là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Để đến ngày hôm nay đây, với sự chấp thuận của hai bên gia đình, với sự đồng tình của chính quyền địa phương, cho phép những người làm chương trình, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố màn đại lễ thành hôn của chú rể Lương Quang sánh duyên cùng cô dâu Quang Hồng. Quang Hồng, Lương Quang xin phép được chính thức bắt đầu. Chúng mày về quý dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng được rồi. Dạ vâng, bạn chúng tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể quý vị quan viên khách quý đóng sự hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều nay xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được chào đón hạnh phúc. Cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hiện diện của toàn thể quý vị quan viên khách quý. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xôi, vẫn chút thời gian công việc và ngọc và tỷ giờ quý báu của mình trở về chung vui với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi chiều nay. Một lần nữa, ban chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Xin chào phong mê, em chúc phủ lại cuốn nọ. Đô lán cái thế này xó tàng trừ. Phở miên bà lung sòng phái chú hương quán chơi chi tô đô lán cái thế này xó phép trường bản cửa nhắc phủ trường đi đúc bí thư cửa nhắc phật trường quảng phật trang tánh sảng lại bàn mơ hứa mất tòm chiếc họt xúc ý chàng dòng cơ mê nát tiền xúc mai thành niên tuổi nóm chặt chay cuồng kịp chú mắc vào cưới mê đi đô lán cửa nhắc này xó tàng trừ cửa chăm bà lam tay hoa tiết xứng nọ đô lán phật nhắc nhau cửa nhắc này vẽ lại bón học lại trương mi lại bàn ứ lê cái này mặc chay tánh qua điện thoại Facebook Zalo thôi mà không mà với kén quan sang tây qua tây sơn cửa nước lẩy hẹn trai phải qua in phố trai bật tảo cửa nước sửa bốc hòa đông qua sửa phạt bá đông này khay tù hơn ở bình chứ đặt trai chắc pháo phía ở địa bường pháo phía phương hiệp nằm pháo phía nói khảm kéo liền mương chứ đặt vườn cửa chắc này bắp bò lào sao cửa chắc này bắp bò báo đẩy bò bắt đầu sòng xài tà thứ cần số nét chắc kiểu đẩy quăm hẹn trai chắc cưng số ảo đẩy quăm báo quăm xào trai chắc cưng số bò số mè bò mè cửa chắc hạt nhắc tanh cái quả bầy cái lề khẩn ủng dệt sầu ảo dệt tụ tây qua tây sơn thay cái đường hà này mừ
mưa đi bên chăn mưa sang bên chép mưa lẹp chưa đi vì chưa bận cơn vì đã tổ chức đánh lại hiện không cho mơ hạnh phúc hà đồi với mỡ thành cái đất này sò cá mới ở tích lại bò mẹ bên đồng tích sòng bản sảm na lại huyện lại xã và cả hạt phanh phái bìa ba càn thảm lại của cái đấy tam cái tòm hò muôn nặng tay hơn mà đi cho cào khăn màn dưng bút pì sẹt khẩu hương thầu hương về đi biết sạc quả hài quan chờ khổng uống hào thấy khăn hoan hoài đừng xa vì bên đó ấy bò mẹ cho phủ lại quân đó tối mưa chưa bọt bò mẹ ơi. Vâng, vừa rồi mình Dũng đã cùng đại diện cho hai bên gia đình thì cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã bớt chút thời gian công việc và Ngọc và thì giờ quý báu của mình trở về chung vui với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa nay. Vâng, để cảm ơn tới toàn thể quý vị nữa thì đại gia đình hạnh phúc chúng tôi sẽ có một chén rượu nồng để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng rót ra một chén rượu thật đầy và nâng chiếc chén của mình thật cao lên để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể của chúng ta được không ạ? Chúng ta đại diện phú gia tàn nay và biết chén lẩu hòm chúc và bò mè bên lòng tết sông bản sảm na đại huyện đại xã và hạc banh phái bìa bác cản khảm lại qua cái tam kết tòm hòm muôn đường tay hơn đi sáu kính mới đi lại bò mè bên lòng hoan nhau chén lẩu sú bò mè ơi hãy ăn chén lẩu tề ứng là bò mè ơi nào chúng ta cùng dô nào một hai ba dô hò nước bò mè ơi. Vâng, thật đúng là hôm nay sum họp chúc bay một tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay kết tình thông gia tình sâu hơn nước hồng hà cửu long. Dạ vâng, ban chúng tôi cũng xin chúc cho mối tình thông gia của hai bên sẽ mãi mãi bền chặt tựa keo sơn, chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Và xin mời anh chị trong một phần tiếp tân sẽ rót cho tôi một chén rượu thứ hai được không ạ? Được không ạ? Và xin mời toàn thể quý vị ơi, đại gia đình hạnh phúc chúng tôi sẽ có một chai chén rượu nồng để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự hiện diện của toàn thể quý vị nữa. Và xin mời chén rượu thứ hai, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót ra được không ạ? Nào, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nâng chiếc chén của mình thật cao lên ạ. Vừa rồi thì cũng đã cao rồi. Và xin mời chén rượu thật cao được. Và chúng ta cùng rô nhá quý vị nhá. Cho ăn là hắn chú bón nơ hắn thứ tư sáng lấy quát khả nhất thiền sơ lẩu nhất thảo xuân điên chăn nơ bò mẹ bí đồng nơ. Bố mẹ chú rể sẽ lên trao quà cho hai con của mình, trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý những toán thân mến, cũng thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mặc dù cho biển rộng bao la, làm sao sánh được mẹ ta giữa đời. Mặc dù cho núi Thái cao vời, làm sao sánh được một đời ơn cha. Chính tinh lại bò mẹ bên ông bàn cuống, cùng kỳ đà cho mỡ ngáp và cưới bên đi. Cứ sang ngáp biển ải, biển êm, biển ti, biển nồng. Cả bước đi trường lành sánh hùng, mỹ trường cả bồng sống khá hở đồi phối mấy mỡ. Chúc hở đồi phối mấy mỡ của nhắc buồn khuôn bên à. Mỹ lụ những trai mày buồn nén tay xính. Sau kính bước tinh lại bò mẹ bên ông hoa tố mưa chiều bom sơn nhớ cho mang hạnh phúc hở đồi phối mỡ bò mẹ ơi. Dạ vâng, cũng là xin cảm ơn món quà của bố mẹ chú rể đã trao tặng cho con dâu yêu quý của mình. Và xin mời món quà thứ hai, xin mời gia đình của chị Thiên sẽ trao quà cho hai anh chị trong buổi trưa, hai em của mình trong buổi trưa nay, trân trọng kính mời. Rất chi là nhiều những món quà giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần mà những người thân yêu nhất đã và đang gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta, sẽ cùng chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc bạc đầu viên mãn. Dạ vâng, xin mời món quà của chị Thiên sẽ trao cho hai em của mình, trân trọng kính mời.
Rồi vâng ạ, xin cảm ơn món quà của chị Thiên đã cùng gửi tới hai em của mình. Và liên tục chương trình, xin mời món quà của gia đình chị Hằng sẽ đến trao quà cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời món quà của chị Hằng sẽ cùng trao tặng cho hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay thật hạnh phúc và ý nghĩa, đúng không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn món quà của chị Hằng. Và tiếp theo sẽ là món quà của anh Rót, xin ra trao quà cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Xin cảm ơn món quà của gia đình anh Rốt đã gửi tới hai em của mình. Và quý vị dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Để cùng chúc mừng nhiều hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và liên tục chương trình xin lời món quà của anh Lanh Bang, xin lên trao quà cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Con không bình à, ăn cơm đi. Bác em đợi cơm, bố bảo bác em. Vâng, xin cảm ơn món quà của anh Bang. Và quý vị dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Để cùng chúc mừng hạnh phúc ạ. Dạ vâng, còn rất chi là nhiều những món quà khác nữa, nhưng thời lượng của chương trình thì không cho phép, thì sẽ trao cho cô dâu và chú rể của chúng ta trên thủ tục trên nhà. Và tiếp nối chương trình thì xin mời các bác các quá của mình sẽ trở lại với những mâm tiệc của mình để nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất về phía toàn thể quý vị quan viên khách quý. Đại lễ thành hôn rất chi là nhiều. Dạ vâng, đại lễ vu quy cũng có rồi, thành thì thành rồi nhưng mà hôn thì chưa, đúng không ạ? Quý vị có đồng ý cho chú rể của ta hôn cô dâu không ạ? Có không ạ? Có thì hãy dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, để được một nụ hôn được thành công nhất thì ban chúng tôi cũng xin hỏi chú rể một chút. Chú rể của chúng ta đã yêu cô dâu được mấy năm rồi ạ? Gần 30 năm nay rồi. Gần 30 năm nay rồi ạ? Dạ vâng. Ồ, rất chỉ là dài đúng không ạ? Và trong khoảng gần 30 năm đó thì chú rể của chúng ta đã được hôn cô dâu lần đầu tiên là ở đâu ạ? Không nhớ nữa, nhiều nhiều quá không kể được. Vâng, dạ vâng, nụ hôn của ngày hôm qua hôm kia thì hai người dành tặng cho nhau mà thôi. Ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan viên khách quý đã trở lại với trung tâm bữa tiệc trong buổi trưa nay sẽ được chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta hôn nhau như thế nào. Và tôi xin phép được hỏi cô dâu, chú rể của chúng ta đã được hôn chú rể, cô dâu của chúng ta ở đâu ạ? Chú rể chúng ta chưa nhớ nhưng mà chắc chắn rằng cô dâu của chúng ta sẽ nhớ. Ở đâu ạ? Cô dâu không nhớ rồi. Ở bụi chuối ạ? Dạ vâng, nói vui vậy thôi. Xin mời chú rể chúng ta sẽ quay về phía cô dâu 37 độ 5 và cô dâu của chúng ta sẽ quay về phía chú rể 35 độ 7. Và xin mời cô dâu của chúng ta sẽ đặt lên phần cứng nhất của chú rể được không ạ? Đúng rồi, bờ vai luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của người phụ nữ. Và ngược lại, chú rể của chúng ta sẽ đặt xuống phần mềm nhất của cô dâu được không ạ? Dạ vâng, đại lễ vu quy thì mình Dũng cũng đã làm chương trình. Thì ngày đại lễ thành hôn thì mình Dũng cũng được làm chương trình cho hai anh chị trong buổi trưa ngày nay. Thì đại lễ vu quy thì chú rể của chúng ta đã được hôn cô dâu rồi. Và ngược lại, bây giờ cô dâu của chúng ta sẽ chủ động hôn chú rể nhá. Chú rể của chúng ta chỉ được đứng im, mắt lim dim, tim giật giật để đợi chờ niềm hạnh phúc đó mà thôi. Để cho cô dâu của chúng ta chủ động. Được chưa ạ? Chú rể có được không ạ? Ok. Vâng, ok.
Nào, quý vị ơi, đếm theo bạn của chúng tôi nào. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Bắt đầu. Không được, không được, không được. Chú rể của chúng ta chỉ được đứng im, mắt liêm diêm thôi nhá. Không được. Để cho con dâu chúng ta chủ động nhá. Nào, hôn lại nhá, quý vị nhá. Xin cảm ơn đời trẻ của chúng ta. Chúc cho con dâu và chú rể chúng ta được trăm năm hạnh phúc, bạc đầu viên mãn.